Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ chính thức hóa việc Nga sát nhập lãnh thổ Ukraine vào ngày 30 tháng 9. Trước việc Kiev được phương Tây hỗ trợ và cung cấp vũ khí, tiếp tục cuộc phản công đẩy lùi quân đội Nga trong gần một tháng qua, buộc ông Putin phải gấp rút huy động hàng trăm nghìn quân dự bị. Điện Kremlin sẽ tổ chức một buổi lễ vào thứ Sáu 30 tháng 9 về việc chính thức sát nhập các khu vực Donetsk, Lugan, Kherson, Zaporizhia của Ukraine. Theo người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov, một buổi lễ ký kết các thỏa thuận về việc gia nhập các vùng lãnh thổ mới vào Liên bang Nga sẽ được tổ chức vào lúc 3 giờ chiều ngày 30 tháng 9 tại điện Kremlin. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có một bài phát biểu tại sự kiện này. Để chuẩn bị cho buổi lễ quan trọng này, một phần giao thông trong thủ đô Moscow sẽ bị cấm và một buổi hòa nhạc sẽ được tổ chức. Lãnh đạo các khu vực Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và Kherson đã đến Moscow vào tối thứ tư vừa qua đối mặt với cuộc phản công lớn của Ukraine, Nga đã đẩy nhanh quá trình sát nhập với việc tổ chức trưng cầu dân ý dưới sự giám sát của quân đội. Những cuộc bỏ phiếu này đã bị Kiev và phương Tây phản đối kịch liệt. Ngay cả Trung Quốc, đối tác thân cận nhất của Moscow cũng chỉ trích việc vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền. Đúng theo kịch bản sát nhập Crimea, vào năm 2014, một bán đảo ở miền nam Ukraine, Tổng thống Putin cũng đã có một bài phát biểu hết sức hào nhoáng tại Điện Kremlin. Trong khi đó, Ukraine đã tố cáo những cuộc thôn tính này và gạt sang một bên những lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân của ông Vladimir Putin nhằm theo đuổi một cuộc phản công ở miền Đông và miền Nam Ukraine. Sau khi tái chiếm phần lớn khu vực Đông Bắc, quân đội Ukraine dường như đã khởi động chiến dịch tái chiếm Liman, một thành phố ở vùng Donetsk và là một đầu mối đường sắt quan trọng mà quân đội Nga đã kiểm soát từ tháng 5. Phía Ukraine vẫn giữ im lặng trong các hoạt động đang diễn ra, nhưng các nhà chức trách trung thành với Moscow trong khu vực đã thừa nhận các cuộc giao tranh ác liệt đang diễn ra. Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một trung tâm nghiên cứu của Mỹ, cho rằng nếu Ukraine chiếm lại Liman, điều đó sẽ cho phép tiến tới cả hai khu vực của Donetsk và vùng lân cận của Lugan. Trên bình diện quốc tế, các vụ nổ bí ẩn trên đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và 2 làm dấy lên sự căng thẳng mới giữa Nga và phương Tây. Trên thực tế, hai phe đang cáo buộc nhau về việc phá hoại các đường ống dưới nước, một cơ sở hạ tầng quan trọng đối với nguồn cung cấp khí đốt của Nga cho châu Âu. Trong khi NATO tố cáo những hành động phá hoại có chủ ý, liều lĩnh và vô trách nhiệm, thì điện Kremlin cho biết họ nghi ngờ có sự can dự của nước ngoài. Theo yêu cầu của Moscow, một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 9 về vấn đề này. Liên quan đến dòng người Nga di cư ra khỏi nước này, thì Phần Lan đã quyết định sẽ đóng cửa biên giới từ nửa đêm thứ năm đối với công dân Nga có thể thực du lịch châu Âu từ khu vực Schengen. Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan cho biết, tuyên bố điều động một phần quân dự bị của Moscow cho cuộc chiến ở Ukraine dẫn đến việc người Nga di cư sang quốc gia Bắc Âu tăng đáng kể. Bộ trưởng cho biết các cuộc trưng cầu dân ý về việc sát nhập bốn khu vực của Ukraine và vụ phá hoại đường ống khí đốt Nord Stream ở biển Baltic đã làm gia tăng mối lo ngại. Do đó, quốc gia Bắc Âu đưa ra quyết định phù hợp với thực tế giống như các nước Ba Lan và ba quốc gia vùng Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva. Trước đó, Phần Lan cũng đã nghiên cứu việc hạn chế du khách Nga vào nước này. Helsinki thừa nhận rằng quyết định của họ có thể dẫn đến việc gia tăng các yêu cầu xin tị nạn và vượt biên bất hợp pháp. Bộ trưởng Nội vụ Phần Lan nói rằng các yêu cầu xin tị nạn sẽ được đánh giá theo từng trường hợp cụ thể. Trong khi đó, Nga và Mỹ đang đối đầu với nhau trong cuộc chạy đua vào chiếc kế tổng thư ký của Liên minh Viễn thông quốc tế ITU. Tuy đây là cơ quan Liên Hợp Quốc ít được biết tới, nhưng trong thời đại công nghệ thông tin không ngừng phát triển thì việc nắm chiếc ghế tổng thư ký ITU rất quan trọng với cả hai nước. Kết quả này cũng sẽ là một phép thử về ảnh hưởng của Nga tại Liên Hợp Quốc 7 tháng sau cuộc xung đột Ukraine. Hai ứng cử viên nặng ký là Dorin Bogdan Martin, người Mỹ, đối mặt với cựu Thứ trưởng Viễn thông Nga Rashid Ismailov, ITU, thiết lập các tiêu chuẩn thế giới cho điện thoại di động, truyền hình hoặc Internet. Các vị trí lãnh đạo trong Liên Hợp Quốc luôn là một bài tập kiểm tra và cân bằng. Nhiệm kỳ 4 năm thứ 2 của Hao Linh Giao với tư cách là Tổng Thư ký ITU sẽ kết thúc vào cuối tháng 12 năm nay. Người kế nhiệm ông này sẽ được chọn bằng cách bỏ phiếu ký tại Hội nghị Đặc mệnh Toàn quyền của ITU, cơ quan ra quyết định chính. Cuộc họp được tổ chức tại Bucharest từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 14 tháng 10. ITU được thành lập năm 1865 là một trong những cơ quan lâu đời nhất của Liên hợp quốc. ITU được tạo ra để quản lý các mạng điện báo quốc tế nhưng đã mở rộng lĩnh vực hoạt động khi các công nghệ như điện thoại, đài phát thanh, truyền hình, vệ tinh, điện thoại di động và internet phát triển không ngừng. ITU có 193 quốc gia thành viên cũng như khoảng 900 công ty, trường đại học và các tổ chức quốc tế và khu vực. Với ứng viên người Mỹ, Dorin Bogdan Martin gia nhập văn phòng phát triển của ITU vào năm 1993 và trở thành giám đốc vào năm 2019. Chủ trương của nhân vật này là cung cấp kết nối toàn cầu được hỗ trợ bởi các mạng linh hoạt và an toàn cho 3,7 tỷ người vẫn chưa được kết nối. Đi đầu để hiểu được tác động chuyển đổi của công nghệ như 5G và sau đó là 6G, Internet of Things, trí tuệ nhân tạo, vân vân. Còn đối với ứng cử viên Nga Rassis Ismailov, đứng đầu công ty viễn thông Nga Vimpencom Ông trước đây là tổng giám đốc của Nokia tại Nga và làm việc cho Siemens và Ericsson. Thứ trưởng Bộ Viễn thông Nga từ năm 2014 đến năm 2018. Ông Ismailov tin rằng chỉ tập trung vào việc mở rộng công nghệ là một sai lầm. Cuộc chạy đua công nghệ này hoàn toàn quên mất ở một số điểm về sự phát triển của con người và những ảnh hưởng của nó đối với con người. Để thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số giữa các nước phát triển và đang phát triển, ông Ismailov muốn cải thiện kỹ năng và năng lực của các nước nghèo hơn